trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Quê hương là chồm khế ngọt. Thật vậy, con chim nào cũng có tổ, con người nào cũng có quê hương. Dù đi bất cứ nơi nào trên mọi miền tổ quốc và hải ngoại, cũng nhớ về quê hương, nhớ về cây đa, bến nước, sân đình. Tuy xa mà vẫn thấy dáng hình quê ta. Vâng thưa quý vị, sống giữa những ngày đầu tiên của năm 2023, mọi người đang nô nức đón chào một mùa xuân mới, xuân Quý Mão. Ai cũng mong nhiều đến chữ an, an bài, an nước, an dân, an dục thân thương và chiều mến,
mọi người đang cùng chung vai gánh vác xây dựng quê hương ngày càng khang trang đổi mới. Nhưng có ai ngờ rằng trong không cảnh bình yên này, tại quê hương làng Việt Thắng, xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, trong căn nhà của ông Nguyễn Danh Phương, mấy hôm nay khách ra vào tấp nập, toàn bộ anh em con cháu cũng đã có mặt đông đủ, đang chuẩn bị lo tổ chức lễ tang cho ông Nguyễn Danh Phương. Nguyễn Danh Phương sinh năm 1957. Ông sinh trú quán tại quê hương thôn Việt Thắng, xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Sau một cơn đau tim đột ngột quá bất ngờ, mặc dù ông đã được vợ con rồi anh em con cháu cùng tập thể y bác sĩ đã tập trung vật lực tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng do ông mắc phải căn bệnh quá hiểm nghèo không vượt qua khỏi, và trái tim của ông đã vĩnh viễn ngừng đập vào lúc 17:45 ngày 5/2/2023, tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Ông hưởng thọ 67. Mặc dù thế, ông ra đi khi nghĩa nước đã tròn, tình nhà đã vẹn, đẹp tình làng nghĩa xóm. Được tin ông qua đời, ban tổ chức lễ tang của xã An Dục đã kết hợp cùng cán bộ nhân dân thôn Việt Thắng và hội cựu chiến binh rồi gia đình dòng họ chuẩn bị long trọng tổ chức lễ tang của ông theo nghi thức của địa phương, nghi thức của người hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam, với sự hiện diện của dân làng, dòng họ cùng các đoàn hội. Ai ai cũng dành cho ông sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Cha con bơ vơ biết đi về đâu,
con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Của người dân bên Lương thì đạo Phật ở nơi đây. Lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều khiển, ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lai, và mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho anh em con cháu, cho gia quyến được yên bề gia thất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy
dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu cha sống lại, thì chúng con đây cũng nguyện xin làm. Những cha ơi sinh qua hạn tử bất kỳ, sống ở trên cuộc đời này thì ai mà cưỡng được mệnh trời? Chỉ trách tay tạo hóa xoay vần tử thần nghiệt ngã. Cha kính thương ơi, cuộc đời cha đã phải trải qua bao vất vả. Từ tòa hàn vi, cha đã phải chắt tiêu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ con tần tảo sớm khuya, nỗi nắng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con vẫn hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thờ đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Cha ơi, những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, vậy mà cha đã vội theo hầu tiên tổ. Ơi, mới chiều qua thôi, chén trà nóng chúng con pha cha chưa kịp uống, cha bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Đau đớn quá cha ơi, hôm nay cha đã ra đi, chúng con không biết lấy gì đưa tiễn. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, giờ này chúng con chỉ biết kính dâng cha tuần ương tạ từ lần cuối cùng này. Và giờ này trở về kính viếng hương hồn ông Nguyễn Danh Phương. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng đầu tiên dành cho lễ viếng của dòng tộc họ Nguyễn Đức trở về kính viếng hương hồn ông. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, vậy là hôm nay một lá vàng lại rụng về cội theo quy luật của tạo hóa. Cả dòng tộc họ Nguyễn Đức vô cùng đau đớn trở về đây, dâng tuần hương thơm với những đóa hoa tươi để kính viếng hương hồn ông. Bởi vì nguyên tộc nhà ta có niên đại từ lâu, như dòng chảy muôn đời không cạn, nay cùng cảm thông trước nỗi đau vô hạn một người xa mà cả họ đau buồn. Nhưng cả nội ngoại dòng họ Nguyễn Đức này rồi sẽ mãi mãi trường tồn, bởi luôn trọng đức dày tâm giác. Nén hương trầm này xin sẻ chia nỗi đau vô hạn, giờ ly tan này cả họ ngập ngùi. Vậy là kể từ nay trong dòng họ đã vắng bóng đi một người, nay tiễn người đi một giây im lặng. Phút giây này xin nhớ mãi về sau, thay mặt gia đình hiếu tang xin thành thực cúi đầu nhớ công dòng họ đã về thăm viếng. Vâng, thưa quý vị, ai cũng có một thời sâu thẳm như con đò chở nặng yêu thương. Dẫu chiều tà hay bến vắng, dẫu đục trong vẫn nhớ về cội nguồn. Mà cái cội nguồn của mỗi một con người đó chính là dòng họ. Bởi vì từ cái thủa hàn vi chưa no đủ, đến bây giờ vẫn đủ bọc yêu thương. Giờ này chi hai dòng họ Nguyễn Đức về đây thắp tuần hương, tiễn ông về trốn tổ tiên nơi vĩnh hằng. Tưởng nhớ tới ông mãi mãi ra đi cùng tin tổ, giờ này mời chi hai dòng họ Nguyễn Đức phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Con đã mất cha thật rồi. Những tiếng gọi não lòng của các con các cháu đối với người ông người cha trong những ngày đầu xuân năm mới này khiến chúng tôi những người làm phim liên tưởng đến một nỗi đau tột cùng không thể nào chia sẻ nổi. Vậy là ông Nguyễn Danh Phương, người con trung hiếu của mảnh đất Việt thắng An Dục, nay ông đã từ bỏ thế gian này mà thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng. Nói về cuộc đời của ông Nguyễn Danh Phương, trước hết chúng tôi muốn nói về cuộc đời của người con trung hiếu của mảnh đất An Dục vô vàn kính yêu này. Quê hương ơi có tự bao giờ, kính ơn mẹ âu cơ từ hồi sinh chăm trứng. Khi mà trời đất sinh ra đã có mưa có nắng, có cay đắng buồn vui lẫn cả khổ đau. Từ thỏa ấy trời đất đã không ở gần nhau, mà người ở lại đất vẫn là muôn thuở. Quê hương Việt thắng An Dục của ông Nguyễn Danh Phương cũng vậy, cũng như trăm miền làng quê khác trên dải đất này, cũng chứa đựng bao chuyện buồn vui đi cùng năm tháng. Mỗi người đều có một quê hương khác nhau, nhưng vùng quê nào cũng chứa đựng một nắng, hai sương, cũng chịu chung cái cảnh mưa tháng 7, nắng tháng 3, cũng từ dòng sông êm ả đưa nước ngọt vào đồng. Xanh sang ngọt lúa vẫn hương ngát gió đồng, những cánh đồng đã gắn bó với người dân Việt thắng nơi đây. Trong đó có cuộc đời của ông Nguyễn Danh Phương. Đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha.
sao đền bồi, cha vội ra đi con cứ sao đền bồi. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ, cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy, cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Thật rồi cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi, cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyễn Danh Phương đã mãi mãi ra đi cùng với tin tổ. Nói về cuộc đời và sự nghiệp của ông, chúng tôi muốn nói về cuộc đời của người chiến sĩ cách mạng. Khi xưa đất nước Lâm Trung, nhất là vào thời kỳ những năm 1974-1975, khi mà cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ của dân tộc Việt Nam ta đang vào thời kỳ gay go ác liệt nhất, thì ông Nguyễn Danh Phương là những người đã có một thời gian khổ sống bên nhau, cho đất nước yên bình, cho hai miền nối lại. Ông Nguyễn Danh Phương đã cùng cả người dân Việt Nam ta làm nên những cơn bão lớn dậy lên rồi, chẳng gì ngăn được lửa. Dù kẻ thù gieo hàng vạn tấn bom dệt, Triệu Bị Ngụy nay thành đồ giặc cỏ, bản chân ta di chúng xuống bùn đen. Thế hệ như đồng chí Nguyễn Danh Phương đây là thế hệ Hồ Chí Minh, thế hệ bao đời xây nền độc lập ngàn năm cho lịch sử, cho đẹp dạ người xưa trong quá khứ, thỏa muôn đời con cháu ngước trông xem. Nay về với đời thường, đồng chí lại quây quần bên nhau trong hội cựu chiến binh quê nhà, chung vai gánh vác xây dựng quê hương ngày càng khang trang đổi mới. Hôm nay đồng chí qua đời, lễ tang của đồng chí sẽ được tổ chức long trọng theo nghi thức người hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam. Và kính thưa quý vị, nghi lễ phủ quân kỳ lên đi cứu đồng chí Nguyễn Danh Phương sẽ được tổ chức vào 7 giờ sáng ngày mai trước giờ truy điệu của đồng chí. Vinh dự này chỉ dành cho những người đã có một thời xông pha trận mạc. Thank you.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xiêu ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình người. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Được tin ông qua đời, hưởng dương 67 tuổi. Ông là khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ AIG Life Việt Nam. Chúng tôi là cán bộ nhân viên đại diện cho công ty bảo hiểm nhân thọ AIG Life Việt Nam về đây có nén hương thơm, có vòng hoa thắm, kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng gia đình gia quyến. Xa đi không bao giờ trở lại, xin kính mời quý đoàn dành một phút mặc niệm bắt đầu.
Nhận được tin ông về, Đức Thánh Hằng ăn rất là thu trở về với gia án của ông giờ này là đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân xã Dụng trở về đặt vòng hoa tươi thắp nén nhang thơm cho linh sàn của người đứng trước gia án của ông. Xin được đọc kính mời quý đoàn dành một phút mặc niệm bắt đầu. Hết lu thơ
thơm trên đồng cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mát phụ cha đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết thơm trên đồng cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Đến với gia đình và hội cựu thanh niên xung phong xã Dầu, đồng chí Nguyễn Thanh Phương, hội viên cựu thanh niên xung phong, do căn bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã tử trần. Đây là một nỗi buồn vô hạn đối với gia đình, đối với hội cựu thanh niên xung phong xã An Dục. Thưa quý vị, giờ phút này tại linh sàng đồng chí của mình, hội cựu thanh niên xung phong xã An Dục với tấm lòng đồng đội tề thiều về đây thắp nén hương thơm nghĩa tình đồng đội, mong đồng chí nhận lấy tấm lòng thơm thảo của hội, phù hộ độ trì cho các hội viên của mình an lành mạnh khỏe. Thế là nơi âm giới chúc người ngon giấc ngủ, dưới chúa vàng
vui gặp bậc hiền nhân. Mời các đồng chí hội viên cựu thanh niên xung phong trở về tư thế trang nghiêm để thầy phúc một nhạc, một phút bằng nhạc được bắt đầu. Thay mặt các hội cựu thanh niên xung phong huyện xin gửi tới gia quyến lời chia buồn thống thiết, mong gia đình hãy nén đau thương vượt qua mọi khó khăn trở ngại để ổn định cuộc sống. Trước linh thần đồng chí, những người cựu thanh niên xung phong chúng tôi xin hứa đoàn kết giữ gìn và phát huy truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Với việc đồng chí xin thắp toàn hương và chia buồn cùng gia đình, thay mặt ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong huyện Quỳnh Phụ, chủ tịch hội Nguyễn Thị Chuyến cảm ơn gia đình tăng chủ mà các đồng chí nghỉ trở về để gia đình được tiếp đón. Đã là bạn hiếu với nhau thì miếng ngon rẻ nửa, nỗi sầu chia đôi. Giờ đây nén hương thơm ngắt tay lời, cúi đầu kính cẩn tiễn bạn đi ra. Thành thang về cõi xa bà, nỗi đau riêng bạn cũng là đau chung. Hôm nay người bạn đồng môn là ông Nguyễn Danh Phương qua đời. Các ông các bà là những người bạn đồng môn năm xưa, học trường cấp 2 An Dục, khoa học 72-75. Các ông các bà về đây lễ mọn lòng thành dâng bạn tuần hương vĩnh biệt lần cuối và lời chia buồn sâu sắc nhất. Với niềm tôn kính này, con cháu xin cúi đầu đa tạ. Và giờ này được tin người thân của đồng chí đồng nghiệp mình qua đời thì các cô giáo trong trường mầm non lại trở về đây kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng tang quyến. Bởi vì các cô đây là những người quý chữ hơn vàng, quý đức hơn ngọc, giàu sang xem thường. Nay trong cuộc sống hàng ngày thì lòng trung giữ lễ, mở đường nghĩa nhân. Tưởng nhớ từng người thân của đồng chí đồng nghiệp mình mãi mãi ra đi theo hầu tiên tổ, mời các cô giáo trường mầm non quê nhà phút tâm linh tưởng niệm bắt đầu. Nguyễn Danh Phương đã mãi mãi ra đi theo hầu tin tổ. Tuy cuộc đời của ông không để lại cho sử sách non sông đất nước được là bao, nhưng ông vẫn là tấm gương sáng để cháu con mãi mãi phải noi theo. Đến giây phút cuối đời, ông vẫn tỏ ra là người có nhân có đức. Đúng là sắp khuất non rồi, dẫu chưa khuất hẳn vẫn ngời sáng trong. Những ngày gần đây, nhất là những ngày đầu tiên của năm mới năm 2023 này, ông đã cảm thấy sức mình có phần sa sút. Đôi khi ông chỉ ngồi một mình mà thả hồn vào khoảng không tĩnh lặng, như nhớ lại những ngày qua. Nghĩ quá khứ nên buồn rơi nước mắt, nhưng ngẫm tương lai mà rạo rực niềm vui. Ông cứ nhìn xem con cháu đã đổi đời, ông chỉ tiếc cho mình tuổi chưa cao mà sức đã kiệt. Những câu chuyện thuộc về quá khứ không mấy khi ông nói hết bằng lời, mà đều bị cắt ngang bằng tiếng thở dài. Đó là nhớ, đó là thương, đó là nỗi tiếc. Tiếc cho sức khỏe không còn nhiều để chăm lo cho con, cho cháu nhiều hơn. Chứng tỏ tấm lòng của ông là tấm lòng của người cha thật quý giá biết nhường nào. Có miếng ngon vắng con không ăn được, có tấm áo lành ông thường gói cất đi. Cũng chính là cuộc đời của ông đã đi lên từ thiếu thốn, nên ông càng
kính trọng sự chắc chiu. Cả cuộc đời này ông chỉ biết trồng cây đức, giữ lòng nhân, dành trái ngọt cho đời. Vâng, kính thưa hương hồn ông Nguyễn Danh Vương kính quý. Mới chiều qua thôi, vào lúc 17:45, ông đột ngột lâm bệnh trọng. Mặc dù ông đã được vợ con rồi anh em con cháu cùng tập thể y bác sĩ đã tập trung vật lực tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng không được. Đã là định mệnh thì không ai có thể tránh. Có lẽ chỉ còn có thuốc trường sinh quan cầu, vương mẫu chưa trang, thị bút chú tử Nam Tào đã định. Con người cũng là vật thể quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la này. Một vật thể không bao giờ tồn tại vĩnh cửu được. Ông Nguyễn Danh Phương đã phải khép lại vành mi mà từ biệt cuộc đời. Đời thường mà anh em chúng con có điều chi khiến cha chẳng bằng lòng, thì xin ngàn lạy cha hãy rộng lòng mà lượng thứ cho cháu cho con. Cha kính thương ơi, trước lúc cha ra đi chúng con vẫn văng vẳng bên tai lời dạy
của cha. Cha thường dạy chúng con rằng: các con ơi, hãy ngẩng cao đầu, nhìn sông, nhìn suối, nhìn trời, nhìn mây. Các con, các cháu ơi, biển học là vô bờ, mà chăm lo là bến, siêng năng là thuyền. Các con ơi, ngày rộng tháng dài, sống sao tốt đạo đẹp đời, nghe con. Vâng, những lời của cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Vâng, những lời của cha dạy là lời di chúc chúng con xin nguyện để trong tim, và chúng con sẽ nguyện sống tốt cho linh hồn cha thanh thản. Cha kính thương ơi, vậy là hôm nay cha đã ra đi thật rồi. Anh em con cháu đang quây quần bên cha, sao vẫn còn thiếu? Chỉ có cha chắc là cha mới hiểu, con đứa con ở xa giờ này vẫn chưa được về nhà. Cha sẽ thương nhiều cho đứa về sau, sau thấy được cha khi cha đã nằm trong lòng đất. Đến khi ấy chỉ biết vặt đầu kêu khóc, lôi tay về mà con được về đâu. Cha kính thương ơi, con là con trai Nguyễn Thành Luân của cha đây. Vì cuộc sống mà con đang sinh sống ở nước ngoài, mới xa gia đình chưa đầy nửa tháng, vậy mà hôm nay được tin cha qua đời như sét đánh mang tai, con không thể về lo tang cho cha được, mà con Luân đây chỉ biết khóc hoài. Giờ này nơi đất khách quê người không biết làm gì hơn, con đang từng giờ từng phút nghe điện thoại để tưởng tượng ra khung cảnh lễ tang của cha ở quê nhà. Không biết làm gì hơn, con chỉ biết thầm cảm ơn các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, thầm cảm ơn bà con lối xóm, họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia liên gia, bà con xóm láng gần xa đã lo cho lễ tang của cha ở quê nhà thật long trọng và chu đáo. Giờ này nơi đất khách quê người, Luân con không biết làm gì hơn, con chỉ biết cúng cha bằng bát cơm với quả trứng và đôi đũa tre như phong tục người Việt Nam ta thế này. Cha kính thương ơi, tuy nén hương đơn sơ lễ nhỏ, nhưng con Nguyễn Thành Luân của cha đây chỉ biết chứng tỏ lòng thành, và con cũng chỉ biết nguyện cầu tứ phủ vạn linh, thập phương tam bảo chứng minh độ trì. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ
nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Rách sao cho thơ những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim.